địch sẽ xuất trận sau 5 giây. Acquiring target. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Clip hôm nay mình sử dụng là vị tướng Violet nha mọi người. Vì Talonat của mình đã bị cấm rồi anh em ơi. Mình sẵn tiện mình chơi vị tướng Violet này để hướng dẫn mọi người chơi như thế nào ok luôn nha. Thì Violet thì hiện tại thì mình thấy khá là mạnh luôn nha mọi người. Nói chung là khá là mạnh nha tại thời điểm hiện tại. Rồi, trời ơi. Đầu gian thì bán không lời thằng Lavi đó nè mọi người. Đấy, nó có nụ tợ với lời nó có cái chuông mộc của nó nè. Nó bật lên rồi nó bán mình chịu không có nổi đó anh em ơi. Về trụ nha. Rồi thì về thông tin chi tiết bất ngờ và bấm mô tả mình sẽ phần mô tả của video luôn nha. Anh em nào cần thì có thể tham khảo mình của mình nha. Anh em màu xem clip 2 á, cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Tức là anh em nào mà muốn mình cho vị tướng nào á thì có cơ hội thì mình comment cho mình bên dưới nha. Mình có cơ hội thì mình sẽ làm clip về vị tướng đó cho anh em luôn. Đầu game thì Violet nó hơi tù một chút cho mọi người. Kiểu là không có đam nhiều ấy. Không có giống Lenko. Nhưng mà xà thủ nào cũng thế thôi mọi người. Đầu game đó thì phải đợi đồng đội của mình lên hỗ trợ nha. Chứ còn solo 5 năm thì không là thằng Lavi rồi. Lavi này đầu game nó đam nó khá là to luôn mọi người. Đấy. Lavi này anh em lập nó. Ok, được một chiêu hỗ trợ này. Idol, hoàng idol này. Không được rồi. Đấy. Bán luôn mọi người, bán luôn. Còn rồi. Còn rồi. Ôi ngon nè, ngon kìa. Mua của thằng này hay quá mọi người ơi. Trời ơi, hay quá mua ơi. Được hai mạng, mua ăn được hai mạng rồi. Đã gọi là bất đó mọi người. Đấy, mình không có tìm cái kiểu hỗ trợ nha. Chứ không là so vào đầu thì tên mình chứ anh em khá là thọt luôn mọi người. Đấy, Gadat của mình cũng là một số rồi. Mà anh em của mình cũng đang ép nha, bị ép nha. Đấy, mình thấy rồi, thấy mình rồi mọi người. Lưu về liền nha. Từ từ canh mai dùng chiêu mộc chiêu an ông quái này nha. Ok, thơm liền. Đấy, cái chiêu mộc con Violet này khá là đàn, khá là to luôn. Hay là thấy cái đợt lính nha mọi người, chứ không là Mina vô nó kéo mình rồi. Đây, vô tranh có đầu nó, đừng cho nó về, đừng cho nó về làm chậm này. Mày ơi, sợ mày hả Mina. Rồi, trâu thì đánh lao cũng lên bỏ lên số thôi mọi người. Đấy, anh em nào mà xem clip á, mình thấy mình di chuyển như thế nào với là cách lên đồ trang bị form như thế nào thì mọi người cứ xem thử nha. Nếu mà ok thì cho mình một like, một comment. Còn nếu mình chơi cái nào không hay á, thì mọi người có thể góp ý cho mình nha. Đây là một bình luận phía dưới video này. Thì mình cũng thường lên trang bị với là đồ theo cảm tính mọi người. Ví dụ như theo vị tướng kia nó như thế nào thì thêm bận như thế nào thì mình sẽ lên đồ trang bị như thế đó nha. Chứ còn không có lên theo một cái dấu ấn là hết nha mọi người. Không có lên một cái dấu ấn là hết. Nên anh em cứ thông cảm nha. Ôi toàn rồi đường dưới kìa. Đây là vì nó bán bể trụ rồi mọi người. Đây, nhanh lên anh em, nhanh. Ôi. Trời ơi. Rồi. Thôi về luôn. Bán luôn, mới được. Là vì bán khá là đau luôn mọi người. Một hoa mic lên đường trên sẽ làm bị là vậy nó ăn trụ đường dưới mình mất anh em ơi. Đấy, khá là nhanh luôn nha, mình về xuống không kịp luôn. Mình vừa lên hỗ trợ tem đẩy đường mic thôi mà nó ăn rồi. Rồi chút rồi. Không dám ăn mọi người, không dám rơi. Và đó mà bị Namina nó kéo một phát là mình lại còn lấy số rồi mọi người. Đấy. Trụ này dễ toan lắm mọi người. Ok, rồi đã được lớn rồi. Đấy, mình cứ sợ là nó ban trụ nó kéo mình mọi người. Đấy, là
kìa, thằng làm mấy thằng nó vô mày mày này. Chào quá, đau quá anh em ơi. Uầy uầy, đau quá anh em ơi. Mày mắc luôn trụ thôi rồi. Mày Grab bắt đầu chửi mình rồi. Để gì pha vừa rồi thì lên mình hỗ trợ đường mic của mình nha mọi người. Thì vô tình thằng Lovey nó xuống, nó có nó ăn cơ hội thôi. Cơ hội đó chỉ có 1/10% là ăn được cái trụ thôi. Nhưng mà tại chứ không có kịp, chứ không phải là mình bỏ đường nha mọi người. Đấy, nên anh em cứ yên tâm nha. Thằng Grab nó chửi kệ nó, mình nhận lại cái form thôi. Nói chung là mình mất trụ thì chắc chắn là sẽ mất rồi. Không ai mà giữ giữ khư khư cái trụ được. Anh em chỉ đừng có fix thôi, fix mạnh thôi là không có sao hết nha. Chứ còn trụ thì tên bạn đẩy láng, đẩy lẻ rồi này nọ thì trụ chắc chắn là sẽ mất rồi. Ê đâu mà giữ không có trụ cho mình được. Rồi, mình đoàn này. Harvey này, cây trái lúc mày á, ôi không đánh được. Chào quá. Hai rồi. Tại này, cha này. Mày lì này. Bén, mày. Cao rồi đánh nào cũng chết thôi nha mọi người. Đấy. Anh em cứ lên full đồ rồi lên full trang bị thì bán thấm đâu mọi người. Đấy. Đổi số đường xuống đường dưới nha anh em. Đấy. Đếp lực lính này nha. Rồi, không kịp rồi. Ăn luôn con bùa đỏ nha mọi người. Này. Mùa đất qua ăn bùa xanh rồi. Tranh thủ ăn bùa đỏ để phong cho lên lượng tiền khá khá nha. Này. Ok. Nhà này cứ đi theo cả đất thôi mọi người. Nó kéo cho bán nha. Này. Ngon lành rồi cả đất. Ok đấy. Đấy. Anh em nhà này cứ bắt buộc mình cứ đi theo cả đất để cho nó kéo mình bán thôi. Với là giờ này thì mình cũng có lịch xanh rồi mọi người, cứ bán đợi vô nha. Đấy, này ui trời ơi, đau quá. Ui Yuka kìa, Yuka lắm. Ôi Yuka này đau vậy. Đấy. Tình huống vừa rồi thì cũng khá là lộn xộn nha mọi người. Đấy. Nhưng mà Yuka ra nữa rồi tên mình cũng ganh liên tục nữa. Này pha vừa rồi thì cũng khá là có lợi thế nha, nhưng mà cũng khá là lộn xộn nha mọi người. Mình cũng sợ vì Yuka nó mát của lên mà lớp số lắm anh em. Kìa lâu lẹ, ôi chặt rồi. Đây, pha vừa rồi mà Grab lâu trúng thì mình vừa an trang cái trụ là mình bán nó khá là đẹp luôn nha. Bán mình khá là đẹp, cái này mình cũng khá là thấm rồi, mình không sợ nha. Rồi trang bị thì bắn ngọc mình để cho thằng mô tả anh em là cần thì có thể tham khảo nha. Giờ này là mình bán thấm anh em mọi người. Đấy, mọi người thấy chí mận không? Chí mận bán con xây ra chí mận liên tục luôn ấy. Ôi, qua hốt đó, thêm này. Đường rồng của mình cũng vẫn là đang VF mọi người. Đấy, thằng Lavi nó cứ đại miết cái đường rồng nha. Rồi, có thể vẫn ganh đường rồng này. Ok, ăn được con bùa đó là ngon rồi, có trang trị nha. Không sợ mình sợ thằng Rumoras nó không có đường trị là bị tên bệnh nó ganh đấy nha. Ra rồng này anh em. Ra rồng nhanh. Rồi, ăn rồng. Ôi trời ơi, Yuka phía sau kìa, về con kìa, bị kéo đầu hết mây. Rồi, Mina nó kéo mình tưởng là Mina nó kéo đầu nha mọi người. Rồi, khá là lộn xộn nha, được lên được rồi. Tên mình cứ ra từng người như thế này là toan rồi nha. Đấy, con rồi. Con vừa rồi phải ra nhanh được rồi. Rừng vừa ra là mình sẽ tranh thủ ra liền nha. Chứ pha này anh em. Rồi, Grab là chửi mọi người. Mình mà kệ nó nha. Mình cũng không có pick nhiều màu nhiều thì cho anh đó. Không có sợ nha mọi người. Mà ra từng mạng như thế là toan rồi nha. Rồi, anh em phải đi chung. Tranh thủ lên sớm trước con rồng chứ. Ui trời kìa. Một em này rồi, thằng Lavi đâu rồi, có mối thù ngay đường rồng nha. Đỡ cái này mày hả Lavi, thù gì được nha, yếu máu rồi.
không có giống mình vô. Rồi, bán luôn. Bán được. Mì noa này. Mùa rách mình lại bận lúc số rồi mọi người. Không biết là pha đó lộn xộn như thế nào nhưng mà sao sắp bị dòng Mina nó kéo rồi, thêm anh kia nó đánh đó nha. Mình ở phía sau thì không có sợ nhưng mà mùa rách mình pha đó yếu máu rồi. Rồi giờ lên mọi người số quá. Trận đấu này có pha rách nó cũng đỡ một phần nha mọi người, để nó lâu cho mình bán nha. Chứ nếu mà không có rách thì thêm một thằng tanh cơ thì cũng được, cũng ok thôi. Nhưng mà ông mà rắc này ông cứ đi một mình, ông đi form y như AD luôn mọi người. Canh mai lâu đi rồi rắc ơi, lâu. Chắc được rồi. Đấy. Cứ để cho một thằng rắc mà nó lâu trúng một pha này đó thì anh em cứ lâu lên bán nha. Đấy, anh em bây giờ này là mình không bắt thấy đồng đội rồi. Đấy, hay kìa. Bán luôn. Thằng Mina cũng khó là trâu ấy. Mina khó trâu này. Trâu nhưng mà... Ôi, trâu. Trâu này lâu trúng thằng... Thù lan. Ôi, lo vị. Trâu bò kìa, đứt nó. Ui, trời ơi, hay quá rồi. Yuka lên mở số này, ok. Nhưng mà thằng Lavi vẫn kia đã giá mọi người. Nó khá là trào bò, nó lui về được rồi. Bán nó không có thấm luôn anh em. Đấy, giờ này mình sẽ đi tìm thằng Lavi nha. Giai đoạn đầu game nó ép mình, mới lại nó bán mình khá là đau á. Nhưng mà giờ này là nó phế rồi anh mọi người. Lavi giờ này là bị phế chắc chắn rồi. Không có cơ hội mà bán được rồi. Này, Mina thằng đó. Mina trào bò này. Ôi, về. Tu Lan này nó dùng bánh tay. Ui trời ơi, đỡ. Ôi thank you. Thank you biết ơi. Đấy, biết thế nào nó bấy theo mình nó cũng dùng bánh tay nha. Nhưng mà mọi người có lượng máu không ổn định đó. Yếu quá là sao lại mà lên số rồi. Này anh em chắc chắn là lưu về còn nhanh còn tốt nha, đừng có đi theo, đừng có lâu lên bán nó. Bán thì cũng được thôi, nhưng mà mọi người cứ lưu về còn nhanh còn tốt cho mình. Rồi, lên luôn được phối hợp kém rồi. Cây nanh thì mình lên sau cùng nha mọi người rồi. Nhưng mà chưa có đủ tiền thì mọi người lên phối hợp kém trước. Này. Ôi ơi. Rồi, tao vừa mình bán được rồi, bán thấm rồi. Anh ơi, mày là vi này. Một hàng này sẽ trả giá cho món nợ đầu game rồi. Này. Ok. Đấy, lâu qua lâu lại hả? Rồi lên lụm nó luôn. Ôi, siêu máu nha mọi người. Đấy. Ok, lên lụm nó luôn. Bây giờ kết là thằng Vildas này nó cơ động nha mọi người. Nó không có đầu như thằng Teonat. Nên mình lên ngọc máu nữa nha. Ngọc máu 4 viên thì nó sẽ có ok hơn. Đấy. Đông mà đông quá. Giờ này là anh em cứ đi chung solo kill với hai bên thằng nào ta giờ là solo kill nha. Đấy, cứ dùng Rambo. Ông nào ta giờ thì cứ dùng Rambo đó. Ôi kìa. Rồi không được rồi. Này. Bán luôn. Ôi trời ơi, Yuka bận. Ôi con rồi. Ôi, nó lâu mình trúng một cái là lại mở lên số rồi mọi người. Con rồi. Rồi. Phá vừa rồi thì chả không có đường ra đâu mọi người. Gặp thằng Anjo thì không có đường chạy rồi anh em. Nó nói Anjo nó lâu mới trúng nè. Mày hả Anjo? Ok. Đấy. Anjo phải trả giá cho phá vừa rồi nha. Thôi Yuka này trả luôn nha. Lầm mày luôn này Yuka. Đấy. Giờ này anh em cứ bán thường một phát là cũng đủ. Cho Yuka lại mở lên số rồi mọi người. Đấy. Nếu mà có chạy thì mình dùng chương mục để mình ví theo nha. Rồi, Yuka chắc chắn là phải nằm xuống dưới hầm súng của mình rồi. Phải súng đúng không ạ? Rồi, giờ này ép lên Nguyên luôn nha mọi người. Thằng Tu Lan này. Mày hả Tu Lan? Rồi, ok. Rồi, chấm dứt trận đấu tại đây luôn nha mọi người. Thằng này mình lên mở số hơn là mọi người khá là ảo nha. Rồi, ok. Mọi người đã xem mấy clip của mình nha. Mọi người thứ 200 xin một lần mọi người xem nha. Bye bye anh em.